Làm đẹp cho da, nhưng các chị em cũng đừng quên làm đẹp cho mái tóc của mình nữa nha. Và tiếp theo Gina sẽ giới thiệu cho quý vị khán giả một cách thắt tóc đơn giản và nhanh chóng. Dành cho những cô nàng nhí nhảnh, đáng yêu với khuôn mặt hơi tròn. Lấy 1/3 tóc ở phần trên của đầu và thắt bính. Vừa thắt vừa kéo nhẹ tóc để tạo độ phồng. Thắt đến đoạn bằng cổ thì lấy hết phần tóc còn lại và cột chúng lại bằng dây thun. Kéo nhẹ hai bên để có được độ phồng ở phía trước. Kiểu tóc này sẽ khiến cho bạn trở nên cá tính, nhưng không kém phần dễ thương và đáng yêu đâu á nha. Kiểu 2. Kiểu này không chỉ tóc dài mà tóc ngang vai cũng có thể làm được. Lấy toàn bộ nửa tóc phía trên, cột thành búi tóc hơi lệch sang trái và cố định bằng dây thun. Kéo nhẹ cho tóc phồng hơn, tạo sự bồng bềnh cho tóc. Đây là kiểu tóc dành cho những cô nàng năng động và cá tính nhưng cũng không thiếu sự dịu dàng đâu nha. Chỉ với một vài phút và vài cái dây thun thôi mà mái tóc dài của chúng ta đã được biến hóa một cách thật gọn gàng và rạng rỡ đúng không nào? Quý vị và các bạn hãy chọn cho mình một kiểu tóc thật là đáng yêu và phù hợp với khuôn mặt nhé!